Xin chào cả nhà, em vừa bị dập tắt ước mơ được trở thành ca sĩ và giờ này đây em quay trở lại với cái nghề đan túi của mình. Chuyện là vừa rồi em có hát hai câu để dành tặng cho ông xã của mình, nhưng mà em vừa đăng lên trên trang cá nhân á thì một đứa em thì nói: "Trời ơi, chắc anh Bảo không dám nghe luôn quá." Còn một đứa em thì nói là: "Chị mà đăng lần thứ hai là em block Facebook chị luôn." Những lời đe dọa cả nhà ơi. Nên là thôi em quyết định em an phận nha. Em trở lại với cái nghề đan túi đi. Đó, em đang đan cái màu xanh biển phối với xù trắng. Cái màu này khá ưng là tao nhã ha cả nhà ha, thanh nhã ghê. Và cái màu này rất là tôn dáng tôn da nha. Đó, đây là thành phẩm của em nè. Xinh xinh đúng không cả nhà? Cả nhà mà thích cái em này thì liên tay nha. Và cả nhà ơi, trong tháng 1 này á là em sẽ lì xì cho cả nhà đậm đà luôn nha. Trong phong bì, trong bao lì xì có cái gì đó nha cả nhà. Em không có tặng lì xì không, nhưng mà trong phong bì lì xì sẽ có hiện kim nha cả nhà. Chúc cả nhà một năm mới thật là bình an, thật là hạnh phúc, thật là sung túc, thật là đủ đầy nha. Xin chào.